Sách Thi Thiên, chương 69. Cầu xin Chúa giải cứu khi gặp hoạn nạn. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu con, vì những dòng nước đã ngập đến cổ con. Con bị lún trong bùn sâu và bị hỏng chân. Con bị chìm trong nước sâu, dòng nước cuốn trôi con. Con kêu lên, mệt lả, họng con khô khốc, mắt con hao mòn khi trông đợi Đức Chúa Trời của con. Những kẻ ghen ghét con vô cớ, nhiều hơn số tóc trên đầu con. Những kẻ thù hung bạo vô cớ muốn hủy diệt con. Con phải bồi thường vật mà con không ăn cắp. Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại của con. Các tội lỗi của con không giấu được Chúa. Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, nguyện những người trong đời Chúa không bị hổ thẹn vì cớ con. Đức Chúa Trời của Israel ơi, nguyện những người tìm kiếm Chúa không bị sỉ nhục vì cớ con. Vì cớ Chúa mà con mang điều nhục nhã và sự hổ thẹn bao phủ mặt con trở nên một kẻ xa lạ đối với anh em con, một người ngoại quốc đối với các con trai của mẹ con. Vì sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu đốt con, nỗi sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên đầu con. Khi con khóc lóc và kiêng ăn để ép linh hồn, thì chúng lại lăng nhục con. Khi con lấy vải xô làm áo mặc, thì con trở nên trò cười đối với chúng. Những kẻ ngồi nơi cổng thành đàm tiếu về con, và con trở thành câu hát chế nhạo của bọn say rượu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, nhờ dịp tiện này mà con cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương xót lớn lao của Chúa và theo chân lý cứu rỗi của Ngài, xin đáp lời con. Xin Chúa cứu con khỏi vũng bùn, đừng để con lún sâu trong đó. Nguyện con được giải thoát khỏi những kẻ ghét con và khỏi dòng nước sâu. Nguyện dòng nước không cuốn trôi con, vực thẳm không nuốt lấy con, hầm sâu không khép miệng chôn con trong đó. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lời con vì sự nhân từ Ngài là tốt lành. Tuy lòng thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại cùng con. Xin Chúa đừng ẩn mặt cùng đầy tớ Chúa, vì con đang gặp gian truân, xin mau mau đáp lời con. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn con và cứu chuộc con, vì cớ kẻ thù của con, xin giải cứu con. Chúa biết nỗi sỉ nhục, hổ thẹn và nhút nhơ của con. Các kẻ thù của con đều ở trước mặt Chúa. Lòng con tan nát vì bị sỉ nhục, và con thật khốn khổ. Con trong sự cảm thông mà chẳng thấy, con tìm người an ủi mà chẳng gặp. Con lấy mật đắng làm thức ăn cho con, và cho con uống giấm khi khát nước. Mong cho bàn tiệc của chúng trở nên cái bẫy cho chúng, và tế lễ của chúng trở thành cái lưới cho bạn bè chúng. Mong mắt chúng bị mù đi, không nhìn thấy được, và lưng chúng mãi mãi cong khom. Xin đổ cơn thịnh nộ Chúa trên chúng, khiến lửa giận của Ngài bắt kịp chúng. Mong chỗ ở chúng bị hoang tàn, chẳng còn ai ở trong trại chúng nữa, vì chúng bắt bớ kẻ bị Chúa đánh và thuật lại nỗi đau đớn của người mà Chúa đã làm bị thương. Xin Chúa trừng phạt tội ác chồng chất của chúng, đừng cho chúng hưởng sự công chính của Chúa. Xin xóa tên chúng khỏi sách sự sống và đừng ghi tên chúng vào danh sách những người công chính. Con bị khốn khổ và đau đớn, Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa bảo vệ con. Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời, lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn tế lễ bằng bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ. Những người khiêm nhường sẽ thấy điều đó và vui mừng. Còn các ngươi là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi tràn đầy sức sống. Vì Đức Giê-hô-va lắng nghe những người thiếu thốn và không khinh dễ con dân Ngài đang bị tù. Nguyện trời, đất, biển và các loài sinh vật trong đó đều ca ngợi Ngài. Vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Sion và xây lại các thành của Giu-đa. Con dân Ngài sẽ sống ở đó và chiếm hữu nó.
Dòng dõi các đầy tớ Ngài sẽ thừa hưởng nó, và ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại nơi ấy. Sách Hebrew chương 3. Đức Chúa Giêsu Christ cao trọng hơn Môi-se. Do đó, thưa anh em thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời vậy. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáng được vinh quang hơn Môi-se bội phần. Chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn chính ngôi nhà. Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng muôn vật. Môi-se đã trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một đầy tớ để làm chứng về những điều sẽ được công bố. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài, miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hy vọng của chúng ta cho đến cuối cùng. Sự an nghỉ cho dân Chúa. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán, ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, trong ngày thử thách ở hoang mạc, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử ta. Vì thế, ta giận thế hệ đó, và phán, lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lối ta. Nên ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của ta. Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em vì tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng, thì chúng ta được dự phần với đấng Christ. Như có chép rằng, ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Không phải là những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Chẳng phải là giận những kẻ phản bội mà thay họ đã ngã trong hoang mạc sao? Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín. Sách Mi-chê chương 6. Đức Giê-hô-va quở trách dân Ngài. Bây giờ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán. Ngươi hãy trỗi dậy, tranh luận cùng các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi. Hỡi các núi và các nền vững chắc muôn đời của đất, hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài, và Ngài sẽ tranh luận với Israel. Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy trả lời cho ta đi. Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ, và đã sai Môi-se, Aaron, Miriam đến trước mặt ngươi. Hỡi dân ta, hãy nhớ lại điều mà Ba-lát, phù Mô-áp đã bày mưu, và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với nó. Hãy nhớ lại việc ta đã làm từ Si-tim đến Ginh-ganh, để ngươi biết sự công chính của Đức Giê-hô-va. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời cao cả? Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những con bê một tuổi sao? Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực với hàng vạn song dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi tôi chăng? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, đó chẳng phải là làm điều công chính,
ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Sự răn đe và quở trách. Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành này. Người khôn phải kính sợ danh Ngài, hãy nghe cây gậy và đấng đã chỉ định nó. Hỡi nhà gian ác, làm sao ta quên được kho báu gian tham và đồ đông lường non đáng ghê tởm của ngươi? Làm sao ta có thể tha thứ cho những cái cân gian và những trái cân giả dối trong bao? Vì những kẻ giàu của thành này đầy cường bạo, dân cư nó là những kẻ nói dối và lưỡi gian tà ở trong miệng chúng. Vì vậy, ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng và làm cho ngươi trở nên hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. Ngươi sẽ ăn nhưng không được no, bao tử ngươi vẫn cứ trống. Ngươi sẽ chắt lót nhưng không để dành được. Còn những gì ngươi tích trữ được thì ta sẽ phó cho gươm. Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt. Ngươi sẽ ép ô liu nhưng không được xuất dầu. Ngươi sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu. Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Omri và đi theo các việc làm của nhà Ahab, ngươi bước đi trong mưu trước chúng. Vì thế, ta khiến ngươi trở nên hoang vu. Dân cư ngươi sẽ bị chế giễu và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân ta. Chương 7. Sự bại hoại của dân Israel. Khốn nạn cho tôi, vì tôi như người hái trái cây mùa hạ và như người mót nho trong mùa hái nho mà không có một chùm nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn tôi vẫn ước ao cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng đều rình rập để làm đổ máu, mỗi người đều lấy lưới săn bắt anh em mình. Tay chúng chuyên làm điều ác, thủ lĩnh thì đòi quà cáp, thẩm phán thì nhận hối lộ, còn quan lớn thì lòng đầy tham vọng. Chúng cấu kết với nhau. Người tốt nhất của chúng giống như chà chuông, còn kẻ ngay thẳng nhất của chúng lại xấu hơn hàng rào gai góc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày trừng phạt ngươi đã đến rồi. Bây giờ là lúc chúng bối rối. Chớ tin người lân cận và đừng để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ, đừng mở miệng ra cùng người phụ nữ ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù của người ta chính là người nhà mình. Nhưng về phần tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tiếng tôi. Sự ăn năn và tin cậy Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi. Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy. Dù ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi. Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vì tôi đã phạm tội với Ngài. Cho đến chừng Ngài bên vực lý do của tôi và biện minh cho tôi, thì Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng và tôi sẽ thấy đức công chính của Ngài. Kẻ thù tôi sẽ thấy điều ấy và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo tôi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt tôi sẽ thấy sự sụp đổ của nó và nó sẽ bị giày đạp như bùn ngoài đường. Lời tiên tri về sự phục hồi. Ngày xây dựng lại tường thành sẽ đến, là ngày mở rộng biên cương. Trong ngày đó, người ta sẽ đến với ngươi từ Assyri và các thành Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển này cho đến biển kia, và từ núi này cho đến núi khác. Nhưng đất của kẻ thù sẽ trở nên hoang vu vì hậu quả hành vi của dân cư nó. Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi. Nó ở một mình trong rừng, giữa miền Cạc Mên. Hãy cho nó ăn cỏ ở Ba-san và Ga-la-át. Như trong những ngày thuở xưa, ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ, như trong những ngày họ ra khỏi đất Ai Cập. Các nước thấy điều đó sẽ bị xấu hổ về sức mạnh mình. Chúng sẽ đặt tay trên miệng
và tai chúng sẽ điếc. Chúng sẽ liếm bụi như con rắn và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò sát trên đất. Chúng sẽ kinh hãi mà đến với Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta và khiếp sợ trước mặt Ngài. Lòng thương xót và tình yêu vững bền của Đức Chúa Trời. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân xót lại là sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đời đời vì Ngài vui thích sự nhân từ. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp và lòng nhân từ cho Áp-ra-ham là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.